Ôi ghê bác chưa. Ôi Hello. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tomo TV. Hôm nay anh em tôi lại tiếp tục ra cây này cây gì? Cây cổ thụ trên cành. À, cây này là cây chi? Cây trên cây. Cây sung để nướng gà. Ơ, em không đem gà lên giới thiệu à? Đang lên nướng gà. Đang lên gà. Hôm nay nướng gà ngoài đồng. Một món siêu phẩm cơ. Này là món siêu phẩm. Món này là món khỉ du cây. À nhầm, gà không được sao? Gà cục cứt. À đúng rồi. Gà cục cứt. Đại khái là nó sẽ như thế. Gà cục cứt mày đúng rồi. Chả thế à? Vâng. Anh bảo thế còn. Là gì? Anh bảo là đắp cho nó giống cái đống đấy chứ không phải là cục cứt cứt ăn được. Ôi trời, mời chú ngày ẩm thực của mày chỉ chú ngày cứt với lá xoan nhỉ? Ok. Không cứt với lá xoan mình không sống được à? Thôi là bây giờ hết cảnh chào khán giả thì đi xuống thôi. Đâu thế anh nhảy xuống đi. Tìm thôi. À đu đây có võng luôn này. Mời tao cho nó dụng nhé. Ui, đây đây xuống được gì nhỉ? Xuống để làm ẩm thực thôi. Mày xuống được gì kia mày? Này tao bế mày xuống làm cho ăn nhé. Ấy quên, anh em theo cho anh nhá. Ui, chụp. Được. Được. Bây giờ gãy bát nhá. Mày. Tháo bẩn, tháo đi chụp bẩn. Ui dồi ôi. Anh làm gì đây, đào chuột à? Hả? Anh à, đào chuột làm gì? Tao đào hố để nướng gà. Nướng gà gì? Nướng gà. Con gà gì trong lồng đó đấy? Ấy, thế mới gọi là đẳng cấp ẩm thực của tao. Mà chưa nhìn thấy vậy. Nướng đi. Nướng gà. Thì đâu? Và lấy đất này luôn đi nhỉ? Ờ, chỗ cái gì? Này luôn, lão đấy. Em chưa không chín. Ừ, rồi không chín. Tao chưa bao giờ gọi là... À đâu, quên, tao chưa bao giờ. Thỉnh thoảng thôi. Nhưng bây giờ tao anh, gọi là... Thế mày, tao vừa có bí kíp gọi là gia truyền của... Vừa chín tông. Anh, thế thì không mang giấy bạc à? Giấy bạc làm gì? Lá sen nhỉ? Lá sen. Ơ mi phù phù. Ăn đến rồi. À không phải. Vâng. Hai con nọc nhạc vào mình. À thế. Được, ăn đến lại chạy tiếp à. Đứa nào mà sao mình ngu thế, mày đem cái thằng nào đem cái này ngu đấy. Thằng đem cái cuốc thì không đem. Thằng ngu. Ừ, chó. Mày phải không? Ừ. Đem cái cuốc thì không đem, đem cái cuốc chim đi làm gì để bục củi à? Mua cả chim chó. Ngu. Ngu nhỉ. Đâu mình chỉ để mọng tóc thế à? Đâu anh ấy. Đâu là mang cuốc ấy. Mình làm hầm gì ấy? Hầm cái gì tí nữa biết. Đây, xuống múc nước cho anh. Làm gì? Cứ múc đi. Bẩn thế. Bẩn cái gì mà bẩn, tí nữa sạch. Được nước này á? Không. Múc nước đây. Đây. Anh đắp lò bí sóng. Hoài. Ừ. Nhanh cái tay lên. Chết chưa? Ăn thì ăn lắm. Hả? Anh lên nước bẩn làm gì? Nước bẩn có việc. Biết cái gì? À, tôi cũng vừa để đắp lò à? Ừ. Mày biết à? Em thấy mấy ông này đắp lò. Bắt đầu thông minh ra dần rồi đấy. Làm thông minh lắm đấy. Ừ.
như cứt đấy nhỉ. Cứt. Mày. Mày cái gì mày cũng liên tưởng đến cứt được à? Gì mày cũng liên tưởng đến cứt à? Anh đáp rằng mày đi lấy lá sen cho anh. Không. Lá sen anh đẩy em lội xuống ao này hả? Lội ao gì? Đẩy bên bờ bên kìa. Cả sâu nó bắt đi à? Sâu nó máu ấy. Nhưng mà lộ lấy đồ đi để anh ướp gà bọc lá sen đấy, nướng kiểu gọi là đây gọi là gà cứt. Mày ăn cứt không? Đúng cái đòi nướng cứt nó gọi là gà giúp bờ đất. Tí nữa rửa sạch nhưng đi lấy lá sen đã. Lấy lá sen, lấy lá sen. Bên nào kia có này, đi. Lấy không? Không, em xem cổ vũ rồi. Mày, tí cầm ăn nhá. Cái này có cái lá to này. Cái kia. Cả lá chuối. Thế mày em tưởng à, anh măng gà đây. Gà để anh ướp. Ướp mày, ngon vào. Mày rửa lá sen đi. Từ anh rửa tay đã. Lá sen sạch rồi không mày? Anh đi rửa tay đã. Không phải rửa. Trong đầm đẹp nhất là sen. Rửa đi. Đấy, làm cho mày lá sen thơm. Siêu siêu ngon, siêu ẩm thực nhá. Siêu ẩm thực siêu. Ăn thịt của anh ạ. Này này ăn trộm rồi. Bộ này nào. Trộm gà tần. Rửa gì đấy. Chắt nước đây để anh rửa toàn nhà nào. Không có gà là thằng nào mà nó gầy thế này. Gầy ngon. Siêu ẩm thực. Ngon. Quá ngon luôn. Tôi chả nhiều thì thôi. Bóc đi. Tôi chả nhiều thì bóc đi. Ăn thì rồi ăn lắm, làm thì không làm. Ăn thì béo cun đầu. Béo gì mà béo cun đầu? Béo cun đầu. Thôi, mày dao anh đập đi. Chửa dao đi. Có dao đâu? Anh đập công to rồi. Sao bật hấp nhìn nào sạch sẽ đặt ăn đồ cho chó mà bảo xí đồ nào cho chó hôm nay có đồ cho người rồi mọi khi cho chó mọi khi toàn cho chó làm nhanh nhanh nhìn đói quá xù anh nhìn là quá nhanh hôm nay sẽ không bị muộn nữa. Đó. Thế. Đâu? Trong cái quần này. Anh! Mang hành cho đi. Sao tế đâu? Ở đây. Đây. Rồi. Hành nữa. Từ từ. Em thích ăn hành rồi. Hành hành. Ai cũ. Em chỉ thích ăn hành thôi. Chẳng phải là hành ý. Thấy đẹp chưa? Quách thế nhỉ? Quách slide rồi. Anh ơi. Ta mày làm quách cũng được là. Bọc cà thơm. Gà. Lá sen. Đây cũng được gọi là gà không thì thoát lá sen.
thoát thế nào để cầm tay nó lại cao. Gà bỏ là xôi. Gà bỏ là sen. Đây như này. Đây. Lá sen hơi đỉu các bạn. Lá sen cũng mùa. Hết mùa lá sen. Thôi thì thôi. Cho nhiều vào. Rồi lấy dây đây. Lấy theo kìa. Thôi. Tí. Tí nữa nó không chín được. Chín hết. Này không phải bọc lá chuối nữa. Nhiều đây. Gà này gọi là gì? Gà bế quan. Quan nào bỏ à? Rồi. Thế này sẽ đốt cháy không anh? Sự cháy được. Bây giờ đấy, anh sẽ đắp đất cho mình xem. Gì được chưa? Hả? Ừ. Đấy, tiếp tục công cuộc gọi là xây nó. Mày chưa thấy một món nào đẳng cấp món này đâu. Tí nó lại ăn tàn đất thì bảo. Ăn tàn đất. Mày nghĩ nào mà ăn tàn đất. Em gì ấy? Là món đẳng cấp. Chưa. Rồi, mang gà sang đây cho anh. Rồi. Đấy, em mày điên này, đặt lên đây. Em bị điên đấy. Điết vào đấy em gì, đặt lên đây cho anh. Bẩn. Bẩn cái gì, bọc rồi. Rồi. Tiếp tục. Đấy, cái đặt. Bẩn ấy. Bẩn, cứ bẩn. Món gà đẳng cấp nó phải bẩn mày hiểu không? Gà gì đẳng cấp mà bẩn. Quên, bẩn thì nó mới đẳng cấp, ăn nhầm. Gì nhỉ? Đẳng cấp bẩn à? Cái gì nhỉ? Nói chung là đẳng cấp. Ừ, có mà đẳng. Năm nào đi làm thì nhất cho em ăn đấy. Dạ. Anh phải dày công nghiên cứu mới ra được món này đấy. Đấy thì múc thêm nước lại anh. Tay anh bẩn kệ này. Bẩn kệ nó. Ai dạ. Món gà này của anh cũng đặt tên là gà đấy là gì đấy? Gà đấy là gà gì? À, gà rút đồng cứt này. Gà rút đồng cứt. Để mấy cái chẩm trọ mà trên là thành đồng cứt gì. Anh thưa công ty anh để vào nhá. Ừ vậy. Anh để xem phải không? Một tí nữa mới đừng có ăn nhá. Không. Tí nữa đấy. Dạ. Nồi lửa lên em, lấy củi đi. Hay là củi kia. Hay là gà kim tự tháp. Gà kim tự tháp. Gà rút đống xít. À, anh làm thành đống cứt nhá. Làm thành gà kim tự tháp đi. Có mà làm. Không tin được làm thành đống cứt được không? Không. Sao không đấy? Sao được? Nghi lắm. Này, cho một cái chỏm vào thành đống cứt này. Thêm nước cũng thêm được. Thành cả kim tự tháp rồi. Để người ta làm thành đồng cứt cho mình xem. Cứt gì thế? Đấy. Không phải đâu. Đấy. Kim lại. Hãy để cho em. Gà giúp đồng cứt. Làm, hãy làm đồng cứt thật đi. Em hiểu vào. Mày hiểu vào đấy, tao hiểu vào mồm mày luôn. Đấm nhỏ. Đấm. Căng được đấy. Rồi, lấy lửa đi. Đi này, ai không cháy này. Thế này. Bóp cái đấy cháy được à? Đấy. Thì sao mà cái quần chật chật vào cho màu nó không thế nào nhé? Thực ra tao ngứa đít tao. Chật chật. Em đi làm võng ạ.
đây có cái rác phản kìa, cho lên để nằm. Không thích thì anh đi mà nằm cái đó, em nằm vòng. Hút khói luôn mày. Thật là phê. Mày thư giãn tốt nhỉ. Đây này, tao có cái này hay hơn. Chân tao bật quá. À, chốt. Ui. Mày ngã bắt xuống ASEAN. Chỗ thư giãn của hai anh em mình quá phê. Mắc phê luôn, mát nhỉ. Đấy, anh nằm ở dưới, em nằm ở trên. Ui, tao thấy nguy hiểm lắm. Cứ nằm lên mà. Cái cây đỡ chứ. Nằm để rụng xác tao. Thử lắm. Thôi được, để đây tạm ngồi tạm lại. Rửa chân này, mệt quá. Thế tí nó đu đây xuống tận nước không? Chả tìm. Ây da. Quái gì? Ôi, này. Mày anh ngã rồi em đấy. Ây da. Anh tin là em từ cây này sang cây kia được không? Mày tin là tao còn sang được cả. Không, nhưng mà anh tin là em từ cây này sang cây kia được không? Ui, bắt trời. Gặp với em đây. Làm nào lên được? Cây anh. Ê. Không lên được. Lên nào được? Ê, mỏi bắt trời. Anh cũng lên được à? Quay lên nhỉ? Tí nữa rụng. Ui, may là làm dễ. Thì anh còn cười mồm. Kệ nó. Tao phải đi bằng được ra cái cành ngoài này. Có mà ra ngoài. Quay sụp ngoài. Mày thấy anh kinh gì hả? Có mà kinh tí nữa thì vỡ mồm. Vỡ được. Mày kinh anh ấy. Anh chỉ thích cái món là môn thể thao đu cây thôi mày hiểu không? Anh chỉ thích môn thể thao đu cây thôi. Em thách thức anh nhé. Dùng như thế 100 cái. Dùng như thế 100 cái là đã. Dùng cái 100 cái đi. Thấy chưa? Này. Em làm được. Mày. Em làm được thế. Giỏi chứ mà làm. Ai gì nữa đây? Thể thao đu cây, tao đu từ cành này sang cành khác rồi. Em không tin ai. Mày tin tao sang được cành chưa? Không. Nhảy phát sang luôn thì. Ôi, nhảy đi. Ngã đây. Ngã đây. Ngã. Ngã là thì chắc chắn rồi. Nhìn này. Ôi, ghê bát trưởng. Ôi, cơ. Ôi, sao thế? Ôi, tao đu cây à? Ôi, ngay rồi. Ôi, thôi. Ôi, cái này nó co đây này. Cái này nó co. Rát đùi quá. Vãi, cành đấy. Mẹ, tại cành đấy khô sao ấy? Khô thì cứ ai vui vui giải. Ôi, kiếm chim. Cành đấy khô rồi. Trời. Ôi, mỏi. Ôi, môn thể thao đu cây. Chẳng biết thằng nào mình nhảy từ bên này sang được bên đấy cả. Nên là tại cành kia thôi. Cái cành. Mẹ, cây mà kêu bảo cây này dẻo lắm, dẻo cái cút. Anh treo cành về thì nhé, anh giật cả vậy. Ôi, Mai Trường. Phải lên đu lại, ấy, chết cha rồi. Thôi, vào thuốc của tao. Khỏi phải hút. Ướt không? Tao ướt. Đã phơi. Phơi. Thuốc phơi. Thế mẹ mỗi khi anh hay chấm nước của anh thổi ra mà. Tao phải làm lại. Mà thôi, chân tao run. Đáng nhẽ ra là không gãy đấy là tao vẫn đu lơ lửng ở kia. Đấy, đó. Nhưng mà rất tiếc là nó lại gãy. Nhưng mà chắc chắn là gãy.
không giống được hai pha đẳng cấp trước. Ui, ui rồi tắt củi đấy sao ấy? Phải u ngược. Tao ra tân dung củi. Anh dung củi đi. Ui giời. Ai, ui chết rồi. Này là nào chín được vậy? Thế. À, bốc than lên đây cho nó nóng. Bốc cái than lên đây. Lấy cái xẻng hay cái gì này. Xúc than đổ lên trên thì mới chín được chứ. Nhìn đống cứt nó vẫn mềm nhũn này. Đống thi. À đống. Đống đất. Mà anh. Chứ rồi. Anh đốt lửa ở trên này. Không ổn rồi. Này chín được rồi. Tạm thời ra đây. Xúc than lên. Đốt rơm ở trên ấy. Mà đi lấy rơm ấy. Nhưng bảo nó lại không ổn gì. Đốt được xỉ ấy. Giỏi ạ. Ta đi lấy rơm mà đốt. Cháy to. Mày cho củi thế vào đi. Đấy, đi lấy rơm. Đấy, thế này hôm nay chơi, hôm nay sống, đây, hôm chín. Ồ, hôm chín, đói lắm rồi. Như con chuột. Ôi, tí nữa cái áo này thành đấy luôn, như kiểu là áo chen ở trên chân đỉnh ấy. Mắc khói. Khói con chuột ở trong áo chen chạy ra. Tí nữa có một con chuột khổng lồ rồi. Đào thêm tí nữa nhá. Do chuột thì chết hẳn. Chuột sắp chết rồi. Này này. Không chín à. Không chín không chén à. Đấy có đợt gió ô phát đầu vào rồi. Thôi thôi. Ông anh phải lấy mâm quạt chứ. Mâm quạt đấy, quạt đấy. Bỏng hết cùng lại rồi nó. Thôi, đủ đây đấy. Chảy như đốt nhà. Người ta tưởng cháy nhà đâu, người ta chạy ra chết. Ơi. Ừ, được đấy. Nên chín rồi. Chín nhá. Không chín thì cũng phải chín. Mà còn đốt bao nhiêu củi. Anh đốt làm mâm em ơi. Ui dùi. Ui, nứt cả mâm này. Thẳng luôn rồi. Ui, đống cướp của ta ra rồi. Đấy, khô thành đấy rồi. Nhưng chưa nể, chưa chín. Chín rồi. Ở trong nó lạnh. Lạnh, lạnh cướp. Khẳng định là chưa chín. Chứ cái mặt dưới chín, mặt trên không phải chín. Thấy chưa? Chín hết. Không chín. Bây giờ hôm trước anh chả làm đắp bùn này à? Chín. Nhưng mà kia nó chín từ dưới, nó hơi, chín hơi. Thế là gác mông nhá. Sờ chứ. Nóng không? Ô mà chín. Cho ra xem nào, tao thấy nóng lắm. Ơi, làm món ăn được đấy. Chả làm món ăn được. Có chín thì khỉ. Chả làm món ăn được. Nào. Hỏng mâm rồi. Đến đây chén thôi, chín rồi. Ai ui, đau lưng quá. Kìa, tao thấy vàng vàng. Ui dồi. Ui dồi. Không chín mới là lạ. Hây. Ây da. Hây. Ây da. Nặng thế. Ui.
Ui, thôi mày thấy chưa? Này, đất ở đây còn thành thành kia rồi. Thành thành đất nung rồi. Chưa chín. Ây da. Mày thò tay vào. Dạ. Tao mất thấy rồi. Chắc chắn là chừng chín. Chưa chín thì cũng phải lôi ra. Hơn 2 tiếng rồi. Chín rồi. Mày u đồ nặng thôi. Nào. Nhìn anh. Ui. Chắc chín. Tao bảo chín thì chín mày. Ách. Mà chín. Mày không thấy nó bốc khói u mà. Để này thử. Thử. Mà cất này nó. Thử. Thử. Anh lấy cái que lên đây để tao khui hàng. Anh lấy cái đây. Ừ. Đấy mày thấy bốc khói chưa? Thấy chưa? Quay nhé. Ngon rồi. Đây, cục cứt, nguyên cục cứt trên đầu. Cứt bằng đất sét. Ây. Đất này mà đất sét. Thì đất ruộng. Đất bơ ruộng. À, ấy. Bơ ao. Ấy. Ui, học cả mầm. Đốt cháy rồi. Mầm mầm em rồi. Ui. Phê không các bạn? Các bạn thì phê không? À. Ui da. Ui da. Ui chết. Sao mình rốt thế nhỉ? Có cái mâm kia mình không khui ra cái mâm kia để ăn. Ừ. Ây da. Không chín. Ui da. Ui da. Nếu mà chín là phải đập này cái nó vỡ ra cơ. Cái gì nó chín hơi mà. Ui. Cái này thì ăn cái gì? Thì lấy cái mâm kia lên đây. Ui. Ây da. Ây da. Luôn cái mâm. Nó mà khoe cái bên này này. Cái nhỏ. Mày khui thế nào được? Thử. Cứng lắm. Ê, cái chả bom à? Ui da. Ui da. Cắn đi. Ai à. Ui. Bốc khói. Bốc khói. Kinh không? Nhắm luôn cái mồm này đi. Hả? Từ từ. Chụp luôn cái mồm này. Đặt đây. Cứ bỏ cái mồm lên được. Đi nhá. Lấy cái mồm kia. Thơm lắm anh ơi. Đại ca mày làm cả thơm. Khoan đi nguồn. Sợi ơi. Nào, đưa đây. Sao là cái gì? Sắc lại tức tiệp. Là gì? Mà tiếp tục. Bói đất đi bẩn quá. Chứ. Nhem trong ao rửa nhé. Không chín rồi. Một khói nghi ngút này. Chín không? Xem. Tao nghĩ là chín ấy. Sao lá ở dưới xanh ấy? Wow. Chín thật à? Chín không? Để tao lôi ra nhé, xem chín không? Nhìn ngon nhỉ? Đây là tay cận cảnh như này. Ôi sao lại không chín? Để tao rửa tay đã. Em muốn rửa với. Mày đi là gì? Là cái gì? Đất đi, chặt bỏ đi cho nó sạch sẽ. Tỉnh quá, đi sang cây kia ăn đi. Không thích ăn đây đâu. Từ từ. Ngồi đây. Ôi. Ui. Ui dồi. Thêm một lúc nữa thì nó ngon đâu. Em thấy dưới này này. Thấy chưa? Bão rồi. Tao thử cắn, tao thử cắn xem chín chưa nhá. Không. À, mời các bạn. Không. Tao cắn thử xem chín chưa. À. Ăn lá sen. Ừ, sống. Chưa chín không? À, không. Hả? Rửa tay em với. Xuống đây mà rửa. Không tới. Thơm quá. Ừ, đã thấy thơm rồi. Thơm lắm các bạn. Mùi lá sen. À.
sau cứ làm quần lá sen nhé. Ăn đùi. Đùi, lúc nào cũng đòi ăn đùi. Ôi xù. Wow. Chín chưa nhỉ? Chín rồi. Mời các bạn nhé. Mời các bạn nha. Thơm nhé. Thơm. Cay. Lá sen phê thơm. Ui xà. Lá sen. Thơm lắm. Thấy chưa? Mới thấy ẩm thực của anh chưa? Đẳng cấp chưa? Thế à, không lối thoát, không được tuổi nhé. Đây là gà không thể thoát được. Đây là ba gà. Hay là... gà bế quan. Gà giúp đống xít. Ngon. Quá ngon các bạn. Ngon nhỉ. Ngọt quá. Thơm quá. Thật tưởng mày không ăn. Hả? Cái sống. Ngon. Mày cũng chưa cướp được là xoan. Ngon. Em chỉ thơm một xe nè. Trước không biết là lấy lá sen. Rửa lá sen ra. Lấy hoa sen ấy. Thơm. Ngon phê không? Ngon đấy. Đây nó gọi là ẩm thực thách thức mọi loại ẩm thực, thách thức tất cả các thể loại gọi là ẩm thực đẳng cấp. Chống nguyên, chống nhân chẳng để thách thức nữa đi. Ẩm thực của chống ạ, cứ anh đi mà ăn. Sao nó lại sống nguyên một chỗ này nhỉ? Ôi lạnh tành. Em bảo là đốt thêm tí nữa mà chả đốt. Còn... như là đốt 2 tiếng rồi còn đâu. Thế thì 2 tiếng rưỡi có phải ăn ngon không? Trời, nhìn này. Ôi, thế bên này cũng sống à? Chả sống. Anh đi mà ăn một mình. Ẩm thực quá là trời. Ôi, sống thật. Ui trời. Sống ngăn răng. Sống thật các bạn. Mặt trên nó chưa đủ nhiệt. Anh đi mà ăn. Ui trời. Đá ngon. Sống nguyên. Sống. Ơ, à, từ từ. Đợi tao về với. Rửa tay. Ui, sống nguyên thật. Vẫn sống các bạn. Lỗi. Cái mặt này nó chín nhỉ? Cái này chín nguyên. Nhưng mà anh lấy mất em một tí nữa chả đấy. Gì đói vội. Thôi. Hãy cầm về cho chó. À, cho chó gì cầm về cho luộc lại tao ăn. Cho anh về cho chó rồi. Thôi mày cứ cho chó. Rồi ôi. Không ổn. May mà vừa ăn một cái cánh. Thằng giặc kia ăn hết cả cái đùi. Úi dồi, khen ngon thế. Đoạn này nó không sống ấy. Sống nguyên thôi. Trắng tinh. Thằng nào. Đây là thêm 30 phút nữa thì. Ôi thôi. Dạ. Rơi mất cái cẳng rồi. Thôi, cầm về thôi. Bao nhiêu củi, bao nhiêu dơm mà vẫn sống được nhỉ? Dài, thằng nào em ăn cái dây dài. Thế mà vẫn tập như cẩu ấy. Đói ấy. Về anh giang lại để em mà cơm. Thôi, về giang lại thôi. Thôi, món gà rúc đống đất. Rúc đống... đống gì? Gà rúc đống chip. Kết thúc ở đây. Gà bế quan. Độ thành công là 50-50. Bên này thì chín, bên này sống nguyên. Gọi là ăn được một... nhưng mà món này tí. Chân chất nhỉ? Chân chất là cái gì? Chân đất. Rồi. Mình tưởng đấy quá. Đang em bảo để một lúc nữa vậy đấy. Đang định to mồm. Nhưng mà rất tiếc là thôi. Về nhà rang lên ăn cơm thôi. Anh em thấy hay thì hãy để lại một like, share
anh nhớ subscribe ấn chuông bên cạnh nhá. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamativi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hoạt chất bảo quản nhá. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamativi nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt, hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da cho mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. Đó. Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình, sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa, đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá, hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamativi Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.